Loại dầu thơm này thì nó có mùi hơi là nồng, phù hợp với những ngày lạnh hơn là những ngày nóng như thế này, thì chúng ta dùng thì nó hơi nồng á, không phù hợp cho lắm, và nó thơm mùi của nó rất là lâu, qua đến ngày hôm sau vẫn còn.